Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herode sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herode băng hà để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ rằng: Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Bấy giờ, vua Herode thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và toàn vùng lân cận từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremia: Ở Rama vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ, tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa. Xin kính chào quý ông bà anh chị em. Hôm nay lễ các thánh An Hài Tử Đạo. Trong tất cả các loài sinh vật Chúa tạo dựng nên thì không có sự sống nào tồn tại vĩnh cửu cả. Nếu như một sự vật có thể tồn tại 1.000 năm thì đối với Thiên Chúa, 1.000 năm chỉ là một ngày. Sự kiện đối với các thánh hài sau khi Chúa Giêsu sinh ra, ba nhà chiêm tinh đến bái thờ hài nhi Giêsu. Họ đến gặp vua Herode và hỏi vua Herode rằng: Vua dân Do Thái mới sinh ra ở đâu? Câu hỏi đó làm cho vua Herode hết sức ngỡ ngàng và ông đã cho triệu tập tất cả các nhà chiêm tinh đến để hỏi xem ngày giờ vua dân Do Thái sinh ra ở đâu. Sau khi họ đã lần dở các trang kinh thánh, rồi họ chỉ cho biết là Chúa Giêsu sinh ra tại Bethlehem. Thế là ba nhà hiền sĩ, ba đạo sĩ lên đường đến Bethlehem để triều bái hài nhi Giêsu. Sau khi được yết kiến hài nhi Giêsu, dâng mộc dược, nhũ hương và vàng bạc để thờ lạy đấng cứu thế, ba nhà chiêm tinh được thiên thần hiện ra báo tin cho biết là đi lối khác trở về, không đến gặp vua Herode nữa. Điều đó làm cho vua Herode hết sức tức giận và ông đã ra một chiêu chỉ rất ác là cho tiêu diệt tất cả các con trẻ Do Thái dưới 2 tuổi phải đều giết hết. Điều đó ứng nghiệm lời các ngôn sứ ngày xưa đã tiên báo rằng bà Ra-khen đội mồ để dựng thương dậy khóc than con mình bởi vì chúng không còn nữa. Sự ác không chỉ là đối với vua Herode nhưng còn là đối với các vị luật sĩ biệt phái dở kinh thánh để chỉ cho biết là vua dân Do Thái sinh ra ở đâu. Sự ác đó không chỉ dừng lại ở vua Herode mà còn đối với các luật sĩ biệt phái, không chỉ dừng lại ở các luật sĩ biệt phái mà cả đối với dân chúng nữa. Dân chúng thờ ơ, dân chúng thờ ơ lãnh đạm trước sự hiện diện của Thiên Chúa, dân chúng thờ ơ lãnh đạm trước sự sinh ra của Chúa Giêsu, và các anh hài phải chết oan. Nhưng trong kế hoạch của Thiên Chúa, các thánh anh hài được thanh tẩy bằng máu nhờ sự sống, sự chết và phục sinh với Chúa Giêsu. Các thánh anh hài chết nhưng vẫn được sống nhờ được sống lại với Chúa Giêsu phục sinh. Khi chiêm ngắm các thánh anh hài, chúng ta được mời gọi để cộng tác với Thiên Chúa vào việc xây dựng sự sống, cộng tác với Thiên Chúa vào việc phát triển và bảo vệ sự sống. Hơn bao giờ hết, xã hội ngày hôm nay, nhất là ở Việt Nam chúng ta, đã dấy lên một phong trào bảo vệ sự sống vì có quá nhiều người phá thai. Các thai nhi, trẻ em bị chết một cách đau đớn. Và ở Việt Nam chúng ta có rất nhiều các nghĩa trang cho các anh hài. Gần đây nhất, Đức Thánh Đức Giáo Hoàng Francisco, Ngài đã gửi đi thông điệp về ngày
Hòa bình Thế giới ngày 1 tháng 1 năm 2016 và ngày kêu gọi toàn thể thế giới hãy chiến thắng thói vô cảm và giành lấy sự hòa bình. Ước gì khi chiêm ngắm các thánh anh hài, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm Chúa Giêsu để cùng với Chúa Giêsu bảo vệ sự sống trong thế giới ngày hôm nay. Xin cho chúng ta ý thức bảo vệ sự sống mà Thiên Chúa đã tác tạo nên. Amen.